Xin chào anh em, chắc anh em đã từng nghe qua cụm từ ảo giá, nôm na là không đúng với giá trị thật của nó mang lại và tướng Minh Quân không phải ngoại lệ. Khi mà các vị tướng giá trên trời, một phần là vì bản quyền, thứ hai là vì sức mạnh, nhiều anh em vẫn đang nghĩ rằng chỉ có tướng giá cao mới sức mạnh khủng. Hôm qua em có nhận được comment khá nhiều anh em yêu cầu muốn làm về các vị tướng đắt nhưng hiệu quả lại không ngang tầm với giá vàng bán ra tại mùa 15 này. Em nghĩ là thực tế chuyện này đối với nhiều anh em chơi game lâu thì chuyện hết sức đơn giản vì xuất tướng rồi mà. Giờ chỉ cần chọn và chơi thôi. Nhưng với bạn nào mới tiếp cận game sẽ có một chút hoang mang, hoặc là anh em chơi lâu mua tướng theo kiểu thấy người ta đánh hay là mua, nên là để tiết kiệm vàng cho anh em thì em sẽ giúp cho anh em có cái nhìn rõ ràng và cụ thể hơn về các vị tướng này, xem thử nó có phù hợp với giá trị tại hay không nhá. Và anh em chờ quên đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo mới nhất nhé. Thứ nhất, ID. Sự thật là tỷ lệ pick thấp nhất rank, tỷ lệ thắng không cao. Anh em hầu như không thể ở mấy mùa rồi. Giờ đi rank anh em cầm ID, anh em phải thực sự chắc tay mới dám đem vào. Mà đem vào là toàn đi rừng thôi, chứ ít cầm đi đường hơn. Tuy nhiên em có một số lưu ý cho anh em, nếu anh em muốn làm quen cô nàng biến ảo này nhá, cũng là một tay sừng sỏ vét máng đấy. Phù hiệu ma chú, nâng max chi 1 và cài máu thấp nhất, bổ trợ tốc biến hoặc là bục phá nếu các bạn cầm đi đường. Các khoản farm xong đảo đường ID không phải vấn đề. Cực mau lẹ, nhưng đáng ra một con bài đảo đường nhanh như vậy phải nổi nhà Richter chứ nhỉ. Quét tìm hiểu nhá. Điểm mạnh của ID là bộ kỹ năng không tốn năng lượng, farm khá lẹ và kiếm khí được sử dụng liên tục. Chiêu 2 thì kích hoạt 3 lần, vận hình tốt có thể truy đuổi kẻ địch cũng như thoát khỏi giao tranh dễ dàng. Một chút lưu ý cho anh em là ở cái nội tại đấy ạ, Ily có thể giảm thời gian hồi chiều kiếm khí bằng đòn đánh thường, tận dụng chiêu 1 để cấu rỉa cũng như khống chế kẻ địch. Về tầm giữa game, anh em tích cực di chuyển đảo đường, nhớ tận dụng chiêu cuối để khống chế hoặc là outplay kẻ địch nhá. Ngoài ra thể vận dụng ở tình huống băng trụ, anh em để né trong ngắt thương mà không biết tận dụng chiêu cuối, chết mà còn chiêu cuối là hơi quê đấy nhá. Vì vậy phải di chuyển thật thông minh, tránh bị kẻ địch bắt. Đương nhiên nếu bạn thích cái kiểu gọi là 6 lần lướt chiêu 2 đi thì bạn thể vận dụng ngay ma tính nhá. Núp bụi đợi tên địch sơ hở là làm thịt ngay tại chỗ. Bây giờ ID là cái kiểu sát thủ rồi anh em ạ, nhưng mà mặc dù là kiểu sát thủ nhưng anh em hoàn toàn có thể lên cái lối đồ semi để thể đảm bảo giao tranh an toàn hơn khi bạn chưa bị tướng này. Nhưng một điều là ID mạnh là nhờ chút cuối, vậy nên hết chút cuối là hãy cẩn thận, đừng quá hổ báo cho tranh nhá. Team có Rat, Timmy, Elando, Joker thì nếu ad được win thì win luôn, chứ đừng để kéo lết. Một khi hai bên full đồ thì tay có chi mạng nó hit and run thì rất là khổ cho các vị tướng kiểu như là ID. Chiêu cuối thường dùng để lật kèo chứ không nên dùng bừa bãi nhé anh em. Và anh em cần nhớ là chiêu của ID sử dụng có thể hóa giải khống chế kiểu như là của thằng Darcy đấy anh em. Dùng chiêu cuối cái là hóa giải ngay. Đấu sĩ đi đường giờ là quá đa dạng rồi, kiểu nào đều có, quá nổi danh từ Richter, Pro, Senna, Omen, Cá, rồi Kirito, trời ơi quá nhiều anh em ạ. Còn đi rừng giờ đi đơn là phải tranh được, còn đi rừng sát thủ bây giờ đấy ạ, quá nhiều. Anh em không chọn ID, thứ nhất là không quá hợp hiện tại, thứ hai giá quá cao và thứ ba khó chơi. ID cần anh em thời gian luyện tập nhiều và cảm giác tay để thể lướt chiêu 2 rồi vận dụng chiêu 1 và tung chiêu cuối chính xác. Chưa kể đây là vị tướng cần phải đánh tay rất là nhiều. Rank càng cao bảo kê càng nhiều, chỉ cần một thanh tẩy thôi thì ID có thể bị hóa giải rất là nhiều sức mạnh, vậy nên anh em thể dùng vàng để mua vị tướng hot pick khác. Thứ hai, Frat, một vị tướng hiện tại có thể nói là một trong vị tướng pháp sư tỷ lệ xuất hiện trong rank ít nhất. Gà đang mở ra xu thế hồi sinh của vị tướng đời đầu như là Illumia, Vera, Chrissy mà bọn kia thì rẻ thối ra. Anh em farm nhanh cùng trợ thủ và đảo gank liên tục. Với chiêu 1 chiêu 2, thương hiệu dùm anh em. Combo cấu điển này, anh em không nên đánh trực diện mà nên tạo bất ngờ từ bụi cỏ hoặc là hướng địch không chú ý. Và nhớ, chiêu 1 cả đi ở về ăn không chế là toang ngay nên cần phải cẩn thận. Team toàn là vị tướng đầu game nhà Nakroth, Richter thì anh em cố gắng di chuyển cùng rừng và gây áp lực cho rừng kẻ địch. Mấu chốt ở trong tranh nên cố gắng bắt lẻ trực đối phương hoặc là các vị tướng yêu máu. Tuy nhiên nhớ là có chút cuối nhá, có nhiều phương án tấn công hơn và an toàn cho bản thân anh em. Ta sử dụng phi hiệu ma chú, nâng max chiêu 2 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ thúc biến để thể tăng khả năng đu bám và tạo bất ngờ. Chút cuối được vận dụng ở giữa đội hình kẻ địch, chúng càng nhiều người càng tốt. Dùng chiêu cuối khép bắt kẻ địch, dùng dẫn lính, dùng né chiêu hoặc là băng trụ. Điều như thế của Frat là di chuyển cơ động hơn Aether nên là cố gắng gây áp lực liên tục, cứ đè xạ thủ nó mà đấm. Tuy nhiên phải cẩn thận các hiệu ứng khống chế có thể khiến anh em bốc hơi khi tiếp cận giao tranh hoặc là phá hủy hoàn toàn chiêu một của anh em. Flash thời điểm gần giữa và cuối trận có lượng sát thương lớn, khả năng khống chế trong chiêu cuối và cấu máu cực kỳ bá đạo. Mặc dù ở chiêu cuối mạnh hiệu quả lên nhiều mục tiêu, tuy nhiên không nên mở tranh, thay vào đó hãy bắt lẻ để tối ưu khả năng sát thương và tập trung hàng sau kẻ địch. Khi chơi phải chú ý bắn chiêu một nhá, anh em đi và về hợp lý. Mặc dù có sức mạnh cấu đỉa và khép góc như vậy nhưng yếu điểm là quá nhiều. Hiện tại thiên hạ anh em thích dùng Zata, một vị tướng có thể lướt hàng sau và bắt xạ thủ địch hơn. Zata điều mạnh cho anh em sắp tới còn độ khó cao hơn và giá trị sử dụng càng bá đạo ở trong giải đấu. Và chưa kể sát thương cấu đỉa và tay rất bá. Ngoài ra anh em thích Chrissy hay là Rat, Illumia và kể cả là Vera hơn nhiều. Cấu đỉa ối trời ơi,
anh em mà không mua flat đấy ạ, cho anh em đủ tiền để mà mua ba em con mít xịn sò khác. Chứ còn anh em mà có flat rồi ạ, vẫn dùng được nhá. Còn không có thì đừng mua, phí tiền. Thứ ba, ngộ khỉ. Chắc những em đang thắc mắc là em cái ngộ hay sao mà mang vào top này. Ngộ ngon mà, ngộ đập đầu chí mạng ầm ầm, bra bra các kiểu. Nhưng có một sự thật là giá này quá cao so với giá trị dụng của ngộ không trong rank hiện tại. Trên ngộ anh em phải tập trung farm và gank kiểu team. Đi gank và sạo vét thôi, đặc biệt chưa đủ 4 gank chí mạng nhá. Anh em nên cân bằng cái việc farm và gank, nhớ không xa đà qua giá tranh. Và trong thời điểm đầu có lợi thế là ăn mục tiêu, lợi mình ít team nhá. Tầm giữa game thì anh em lia map liên tục, quan sát thấy cơ hội thì đảo đường và gank gấp. Hoặc là hết chiêu thì lùi lại, núp bụi chờ thời cơ, lao ra kiểu nhấp nhả, đánh nhiều lượt đó anh em. Điểm mạnh ở đoạn này chính là khả năng bắt lẻ, địch chưa đi chung quá nhiều, anh em cứ nhắm vào Slim hay kể cả là Nagrod khi hết chiêu thì đều sợ tốn nhá. Nhớ là ngộ không mặc dù bị thương late game nhưng không phải là đợi late thì mới đánh. Tại vì bây giờ đấy ạ, các bạn chỉ cần lên 4 găng và bảng ngọc ngon thì ở đầu và giữa thì cũng đã đập khá là chí mạng rồi. Chúng ta dùng hiệu ma tính, nâng max chiêu 2 và cài máu thấp nhất, đi rừng là tối ưu nhất nhá. Điều muốn chắc của ngộ không đó chính là anh em vận dụng tàng hình đúng lúc có rất nhiều cái lợi thế. Thứ nhất là có vị trí đánh thuận lợi để có thể tung ra đòn sát thương tiếp theo, hoặc là tận dụng thêm chiêu 2 tấn công bất ngờ chủ lực cái đỉnh, hay là tấn công và rút lui nhẹ nhàng khi bị truy đuổi. Chắc anh em nhiều lần cay cú vì ngộ không tàng hình chạy ngược hướng của anh em phán đoán mà mất tích đúng không nào. Tầm cuối game anh em đầu tiên là phải xác định được chúng ta mục tiêu của chấp sắc đó chính là Slim, và cái thứ hai chính là Tolen nhá. Cứ đè bọn này ra mà đập. Ngộ không là bị tướng cần lên cái trang bị, đặc biệt là tỷ lệ chiến mạng. Vậy nên nếu không gank được thì tập trung hết sức vào farm rừng nhá. Có đồ thì mới hay gậy hạ cái địch lên bảng được. Cộng điều là tại sao ngộ không mạnh thế, Ad cũng hướng dẫn cách chơi rồi mà tại sao lại không đáng với cái giá tiền trên trời như vậy. Với Liên Quân đấy thì một vị tướng sốc đam thì có đầy, mà dại cực rẻ ví dụ nhà Greenax, Ziu. Chưa kể đây là cái vị tướng đánh đầu rất tốt, một con bài phải nuôi và chăm sóc. Vì anh em sử dụng không trong rank, Ad không bao giờ nói là nó phế cả. Nhưng để anh em vác ngộ không ở đeo rank càng cần nhiều khó khăn hơn, khi mà có thể dễ dàng bị khắc chế khi kẻ địch các bảo kê chủ lực tốt hay là trợ thủ nó lên mắt các kiểu. Vậy nên khuyên anh em ít vàng đang cần cày thì đầu tư bị tướng 13k hoặc là 18k đi dừng hiện tại thì mạnh hơn. Chưa kể là Sinistra đấy ạ, sắp ra mắt 18k giá quá thơm. Chơi ngộ bé nhất là phải có bảng ngọc, đó chính là 16% tỷ chín mạng, ngon vẫn là 36% sáu chín mạng. Như vậy là ngoài việc anh em bỏ ra 25k đấy, anh em phải bỏ ra thêm khoảng 60k vàng để sắm ngọc, một chi phí không hề nhỏ cho anh em mới tập chơi nhá. Thứ tư, chỉ đại. Chơi Wonder nếu đi đường thì giống các vị tướng khác farm và đảo gank nhiều ra đường mid, với team ở chốc thứ 5 thì chịu không lo nhá. Wonder vs anh em ưu tiên chơi, nếu chơi thì cầm đi rừng thì nó mạnh hơn, nó mạnh và hiệu quả hơn rất nhiều. Trước đây chiêu cuối của Wonder thường dùng cho tranh tổng khi đồng đội đứng ở phía sau, nhưng anh em nhớ chết là hiện tại cho dù đồng đội đứng ở phía trước đấy thì đều có thể búp giáp một cái lớp giáp nhờ huấn luyện cho trong đội, và anh em nhớ tận dụng nhá. Khi anh em chơi thì có một vài món trang bị như là áo lửa, áo băng thì đã khá trâu rồi đó. Chúng ta vận dụng phù hiệu ma tính, hòa đấu khí, nâng max chiêu 1 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ tốc biến khi đi đường nhé. Nhiệm vụ chính là khép góc và bắt chủ lực đối phương ở tuyến sau bằng cách vận dụng dây thừng để bay vào phía sau đội hình kẻ địch. Đặc biệt tình huống áp sát, tấn công Tulen, Thorn và khi ở giao tranh thì Wonder chúng ta thể bật chiêu cuối, dùng đội tăng tốc độ chạy, búp giáp, mọi người sẽ tự tin hơn để giao tranh. Đặc biệt các tình huống băng trụ nhé. Khả năng mini nhiễm của Wonder khá nhiều nên đừng sợ bị tướng đối thủ có khả năng chí mạng hay là sốc đam. Mỗi tướng công có thủ có, nhưng đi sâu đường thì quá bị động, đi rừng thì quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Vì chưa quá hợp và đủ sức mạnh để hợp mi tại hiện tại nên sắp tới Wonder sẽ được gia tăng thêm sức mạnh cực kỳ đáng gờm, mà anh em xem video phiên bản mới ở máy thử nghiệm của S đấy ạ thì sẽ biết được sức mạnh sắp tới của Wonder đúng nào. Với S thì nếu anh em cầm Wonder thì đi rừng là tối ưu nhất nhá, nhưng với cái giá này thì quá là chát. Anh em thừa sức có quá nhiều sự chọn ngon lành hơn. Đi đường thì S chắc phải kể tên rồi, đi rừng thì trời ơi, nhiều lắm anh em. Chờ nó gia tăng sức mạnh thêm rồi anh em thích mua hay là thích chơi chơi nhá. Nhưng hiện tại Ad nghĩ là không nên. Thứ năm, Ata là trợ thủ, đương nhiên phải trước tầm nhìn. Hay tay là vị tướng xạ thủ tự lo được, anh em đi roam rất là sướng. Khi bị ép thì mới cần phụ nó thôi. Có lợi thế là anh em có thể cướp rừng luôn, cướp bùa. Anta trận này khá ổn khi khắc chế mạnh và các vị tướng thiếu cơ động nhờ Crack Vera. Bọn nó bị dính là khó chạy nha anh em, trừ khi có tốc biến. Cần là anh em thể dùng chiếc cuối bắt luôn. Chúng ta vận dụng phù hiệu đấu khí là mộc giáp, nâng max chiêu 1 và cài máu thấp nhất, bổ trợ tốc biến hoặc là tốc hành nhé. Giai đoạn giờ của game anh em ưu tiên đi chung với team để tạo ra pha khống chế tuyệt vời.
lựa chọn vị trí khôn ngoan, tận dụng điểm tốt để nhốt và kết thúc kẻ địch. Ata vận dụng chi thức khá đơn giản thôi, nhưng khi anh em tung chiêu cuối cần phải chính xác thì mới có thể nhốt kẻ địch và tránh bóp tim. Anh em vận dụng chiêu 1 thì sẽ được biến khống chế rất là tốt, hữu dụng khi đối đầu với các vị tướng kiểu như Grak hoặc là Vera nhá. Và lượng máu ảo anh em có, anh em mà không đánh hoặc là không tung chiêu được thì sẽ không được hồi phục ok, nên đúng ghê tên máu ảo luôn, không dùng cẩn thận là bay màu. Tuy trường hợp mà bạn có thể vận dụng ở chi thức sao cho hợp lý nhất, tất cả thức của Ata đều có hiệu ứng khống chế, nhưng cần phải vận dụng chính xác và theo thứ tự ở combo cơ bản nhất cho anh em mới tập chơi như là 1-3-2-1 và đánh tay thật là nhiều nhé. Lợi thế của Ata mang lại là khi đối đầu vị tướng không cơ động, không vượt được địa hình thì khéo góc tuyệt vời. Máu ảo giúp hồi phục mạnh nhưng lại sợ chăn giáp thả diều nhá. Và đương nhiên rồi, sợ sát thương chuẩn. Nói chứ, giờ thiên hạ lắm vị tướng sát thương chuẩn, máu ảo của Ata là không ăn thua, chưa kể nó đập thêm cái sách là cái đao chuồn này hơi bị căng nhá. Nên đây là vị tướng có thì dùng, không có chẳng sao. Vì với giá 18k đấy, anh em mà đi solo đường thì quá nhiều lựa chọn. Đi trợ thủ 13k là quá đủ để chơi, còn solo hồi máu mà mạnh ư thì chơi cá, lữ bố và kể cả là Kirito vừa nhây vừa lì. Rõ ràng chuyện mua tướng nào rất là quan trọng, với những bạn nào không dư giả về vàng, anh em cần phải tính toán xem có hợp lý hay không, hợp meta này hay không. Xem xét các vị tướng cùng vị trí, xem có dễ chơi hơn, giá có ổn hơn. Lên ngay TNG để xem xét kỹ trước khi mua. Và cẩn thận hơn thì anh em có thể vận dụng thẻ thử hoặc là vào máy chủ thử nghiệm để mà test nhá. Ngoài ra vấn đề nữa chính là bảng ngọc. Để thể phát huy tối đa sức mạnh thì cần có bảng ngọc đúng và với các tướng đó. Nên nếu có gì khó khăn và phân vân gì, anh em mới comment dưới video nhá. Em sẽ cố gắng tổng hợp và làm video cụ thể cho anh em để có ánh nhìn khách quan nhất. Vì anh em cần làm bây giờ chính là đặt câu hỏi cho Eddie và nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông để nhận video mới nhất nhá. Chúc anh em đeo đanh may mắn. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.